Xin chào anh Kaneko. Xin chào. Chào mừng anh và cảm ơn anh đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Cảm ơn bạn. Anh có thể gửi một vài lời chào đến các bạn khán giả Việt Nam được không? Được chứ. Xin chào các khán giả Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Tôi là Kaneko Noboru, đóng vai Shishi Kakeru, siêu nhân cao đỏ trong chiến đội bách thú Garanger. Hôm nay tôi tràn đầy sinh lực. Tôi đang rất cháy đây các bạn ơi. Cảm ơn các bạn. Chúng tôi cũng rất vui khi được trò chuyện với anh. Anh có biết mình là một trong những diễn viên của dòng phim Super Sentai có lượng người hâm mộ đông đảo nhất Việt Nam hay không? Ồ, ừ, thật không thể tin được. Mà khoan đã, bạn có thể cho tôi biết vì sao mà ở Việt Nam tôi lại nổi đến như vậy được không? phim siêu nhân gao rất hay nó vô cùng nổi tiếng tại việt nam cao đỏ trong phim còn cực kỳ ngầu nữa vì vậy cao đỏ được rất nhiều khán giả việt nam yêu thích thật sao cảm ơn các bạn rất nhiều tôi rất vui <laughs> bản thân tôi khi còn nhỏ cũng rất thích xem phim siêu nhân gao đặc biệt là nhân vật cao đỏ à. À, thế à cảm ơn các bạn cảm ơn mọi người tôi thực sự rất vui à, mà bây giờ tôi xin phép được hỏi anh một vài câu hỏi bạn cứ tự nhiên anh có thể chia sẻ một chút về cảm xúc Đấy. của mình khi được chọn vào nhân vật gao đỏ thủ lĩnh của biệt đội siêu nhân gao không ạ Tôi không như nhớ rõ, rõ lắm, chắc phải đến hàng trăm hàng nghìn người đến từ vai đấy. Rồi chúng tôi thử vai lần một, lần hai, lần ba, lần bốn, lần năm, lần sáu, lần bảy gì đó. Từ hàng nghìn người, rút xuống còn một nửa, rồi xuống ba nghìn, một nghìn rồi năm trăm. Cuối cùng thì chỉ còn hai mươi người tập trung trong một căn phòng như thế này này. Lúc đó, đã có năm nhân vật chính, năm màu là đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá và cả hồng nữa. Toàn bộ nhân vật đều tập trung trong căn phòng đó khoảng 20 người. Lúc đó, tôi nhìn mọi người và đoán, anh kia chắc sẽ là gao đỏ, còn anh này chắc là gao vàng. Và 20 người đã lọt vào vòng thi tuyển cuối cùng. Họ nói với chúng tôi, hôm nay đến đây là kết thúc, kết quả sẽ được thông báo vào ngày hôm sau. Thế rồi tôi đi về. Rồi ngày hôm sau thì có điện thoại đến. Họ bảo là anh đã được nhận vào vai gao đỏ. Lúc đó là tầm khoảng 9 giờ tối. Tôi đang ở chỗ làm thêm, đúng lúc tôi đang trong giờ giải lao. Lúc đó tôi đang như thế này, vừa uống cà phê, vừa ngồi nghỉ một chút cho đỡ mệt. Rồi đột nhiên nhận được tin báo, anh được chọn vào phim siêu nhân gao. Lúc đó tôi nhảy cẫng lên, cảm giác đầu chạm cả vào trần nhà luôn. Chắc đó là giây phút hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi xúc động muốn rơi nước mắt. Cảm ơn anh. Chắc chắn anh đã rất vui khi nhận được thông tin đó. Và vì đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên mà anh đóng nữa phải không? Thực ra trước đó, tôi có tham gia một số vai nhỏ, vai phụ trong những bộ phim truyền hình và cả phim điện ảnh. Thậm chí tôi cũng tham gia cả sân khấu kịch nữa. Tuy nhiên, được trở thành vai chính cho một bộ phim truyền hình tầm cỡ như Garanger thì đây là lần đầu tiên. Kể từ giây phút đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. 151 tập phim thì không biết đâu là tập mà anh Kaneko cảm thấy thích nhất. Đến giờ thì tập đầu tiên và tập cuối cùng luôn hằn sâu trong trí nhớ tôi. Vì đây cũng là lần đầu tiên tôi được đóng vai chính cho một bộ phim truyền hình. Tôi đóng phim trong tâm trạng không biết một cái gì, kinh nghiệm cũng không có nên thực sự tập một đối với tôi vô cùng khó khăn tôi bị trách mắng rất nhiều còn đến tập cuối chỉ cần nghĩ đến việc đây sẽ là ngày làm việc cuối cùng với các bạn diễn và cả đoàn làm phim tôi lại thấy buồn cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ rằng đây sẽ là tập cuối cùng mình được sống với thân phận siêu nhân gao đỏ ở tập 30-31, có cảnh ngoài tôi ra thì tất cả mọi người đều chết. Có tập đó tôi cũng rất nhớ. Có sức mạnh thì cũng thật ngầu đấy. Nhưng trước khi biến hình, siêu nhân đã bị tấn công rất nhiều. Sau khi biến hình, siêu nhân đã đánh bại tất cả kẻ xấu. Hồi bé, mỗi lần xem như vậy, tôi đều cảm thấy rất sung sướng. Nên, trong tập 30-31, khi không còn ai cả, chỉ một mình tôi đứng dậy, <laughs> xông lên, tấn công kẻ địch. Tôi thực sự cảm thấy mình như được cháy. Đến giờ, trong tôi vẫn còn nhớ cảm giác mình lúc đó đã sung sức như thế nào khi quyết tâm chiến đấu vì mọi người. Tập 31 hay 30 Liệu có phải là tập phim xuất hiện một chú chim đạo rất lớn đúng không anh? Đúng rồi, gao chim ưng đúng không? Đó là vũ khí mới xuất hiện trong tập đó. Tôi cũng rất thích tập phim đó. Tôi đã vô cùng cảm động khi xem tập phim đó. Chỉ còn gao bạc và gao đỏ là còn sống. Nhưng sau đó mọi người lại sống lại đúng không ạ? À? Đúng rồi, sau đó mọi người được hồi sinh. Tôi đã rất thích tập phim đó. Có thể nói, bộ phim Siêu nhân Gao đã gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X Việt Nam với rất nhiều câu nói nổi tiếng của Siêu nhân Gao đỏ. Ví dụ, ở đâu có sự sống, ở đó có công lý. Đúng là có câu đó hay tôi là một bác sĩ thú y đúng tôi là một bác sĩ thú y và tôi không thể im lặng trước những sinh mệnh cần được cứu giúp ô oh, ừ. bạn nhớ Đó, tất cả các câu thoại của gao đỏ à anh cane cô nghĩ sao về việc ngày hôm nay anh sẽ diễn lại cảnh biến hình và những lời thoại đã gắn liền với tên nhân vật của mình như một món quà để gửi tặng các bạn fan việt nam ạ à. thực ra tôi có một bất ngờ ta ta đây là chiếc áo khoác tôi đã mặc khi đóng phim, mặc không biết bao nhiêu lần rồi nên có chỗ rách, chỗ thủng, nhưng nó là chiếc áo rất đẹp, đã cùng tôi đến tận bây giờ. Tôi sẽ mặc chiếc áo này và biểu diễn nhé. Tôi là bác sĩ thú y. Tôi không thể đứng nhìn một sinh mệnh đang cần cứu giúp. Galaxies! Ha! Cảm ơn anh rất nhiều <laughs> Số hổ quá <laughs> Có bị kỳ cục không? Trông thật sự rất là ngầu Thật à, cảm ơn bạn Bản thân tôi cũng đã từng xem phim siêu nhân gao và có rất nhiều kỷ niệm với nó Và sau 20 năm thì phải nói là hôm nay tôi vô cùng may mắn Khi tôi lại được đứng trực tiếp, tiếp ở đây và xem siêu nhân gao đỏ diễn lại cảnh phim cực ngầu này Cảm ơn bạn Ở nhà thì anh Kaneko có hay diễn lại cảnh này cho các con của mình xem không? Là... Tôi có cho các con xem DVD hồi bé thôi Giờ thì chúng lớn hết cả rồi Các con tôi thấy bố mình trong màn hình TV Rồi chúng cũng cố gắng để chui vào TV mà không được Rõ ràng bố đang trong TV Sao lại ở ngoài đây nữa nhỉ? chúng rất ngạc nhiên. Xem gao đỏ xong thì các con của anh có nói gì như là muốn trở thành gao đỏ không ạ? Các con tôi, chúng không nói là muốn làm gao đỏ. Có lẽ là vì đã có bố làm gao đỏ rồi, nên chẳng thấy chúng nói năng gì. Tuy nhiên, các cháu xem gao đỏ nhiều lắm. Không chỉ tại Nhật Bản hay Việt Nam mà bộ phim Siêu Nhân Gao còn được yêu thích trên toàn châu Á. Thế nhưng đã 20 năm kể từ năm 2001 thì vẫn chưa có một phần phim kỷ niệm nào được ra mắt cả. Giống như đề ca hay là Siêu Nhân Cùng Phong. Không biết từ trước đến nay đã từng có đề xuất nào cho một phần phim kỷ niệm của Siêu Nhân Gao chưa ạ? Anh có thể chia sẻ một chút về điều này được không? Vâng, nếu có thể thì tôi cũng rất muốn. Nhưng trong đội hình siêu nhân thì siêu nhân gao trắng đã rút lui khỏi giới giải trí mất rồi. Mới đây, tôi có tham gia chương trình kỷ niệm 20 năm Hero Show tổ chức ở tỉnh Wakayama. Nhưng chỉ lồng tiếng cho đoạn mà hô lên mỗi khi biến hình. Lúc đó thì Takeuchi Mio gao trắng cũng chỉ lồng tiếng thôi. Thế nên, Tôi rất muốn có một bộ phim kỷ niệm 20 năm giống như siêu nhân thời gian. Hy vọng là có thể thực hiện được. Để thay đổi không khí một chút, tôi có một vài câu hỏi từ các bạn khán giả Việt Nam muốn gửi đến anh. Anh có sẵn sàng trả lời không ạ? Vâng. Vậy tôi xin bắt đầu câu hỏi một. Anh Kaneko thích bộ môn thể thao nào? hiện giờ tôi đang chơi bi-a, không biết có gọi là thể thao không, nhưng giờ tôi chỉ tập trung vào bộ môn bi-a thôi. Tôi thích cả bộ môn đánh gôn nữa. Lúc còn bé thì tôi có chơi bóng chày và quần vợt. Thi thoảng tôi vẫn chơi cùng với các bạn nữa. Câu hỏi tiếp theo ạ, khi rảnh rỗi anh thường làm gì? nằm ở nhà xem Netflix. Gần đây tôi có thích xe máy vào ô tô nên thi thoảng tôi lại lên xe, làm vài vòng, không thì mang xe đi bảo dưỡng. À, từ khi có dịch Covid, tôi bắt đầu chơi đàn ukulele, tôi tập chơi một tuần một lần. Và đây là câu hỏi số 3. Năm nay anh đã 47 tuổi, nhưng trông vẫn rất trẻ trung. Cảm ơn bạn. Anh có bí quyết gì đặc biệt không? <laughs> bí quyết à, không có đâu. Thường thì, mấy ông chú già già tầm 47 tuổi thì hay đau đầu, nghĩ ngợi về nhiều thứ, làm gì cũng cần phải chỉnh chu nhưng tôi nghĩ là mình vẫn giữ được tâm hồn như khi là học sinh cấp 2 vậy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ xem mai thì làm gì cho vui thôi. Mọi người hay khen da tôi đẹp. Thực ra có một loại bông tắm hay bàn chải tắm mà rất tốt cho da khác với khăn tắm bình thường. Tôi dùng luôn cái đó cho cả mặt nữa. Cái đó còn dùng được lên cả mặt à? Thực tế là không nên làm thế đâu. Nhưng mà tôi cũng kệ. Nhưng quả thật là tôi cũng thấy da mặt anh rất là đẹp. Cảm ơn bạn. Kế tiếp theo là câu hỏi số 4. Trong tương lai nếu có cơ hội tham gia phim Việt Nam thì anh thấy sao ạ? Tôi rất muốn tham gia, nhưng mà phải học tiếng Việt nữa nhỉ. Tiếng Việt khó lắm. Nếu cần vai diễn người Nhật thì tôi rất muốn góp mặt. Tôi muốn đến Việt Nam, tôi cũng thích đồ ăn Việt Nam nữa. Nếu có thể tham gia dự án nào như thế thì thật tuyệt vời. Nhân định anh hãy đến nhé. Chúng tôi rất mong chờ và chào đón anh. Chắc chắn các bạn khán giả Việt Nam cũng sẽ rất vui khi nghe được thông tin này. Lúc nãy anh còn nói là anh thích ăn món Việt Nam, anh có thể cho tôi biết món anh thích là món nào được không? tôi thích món mà mọi người hay gọi là okonomiyaki việt nam có phải là món bánh xèo không anh đúng rồi bánh xèo tôi cực kỳ thích món đó rất nhiều người nhật thích ăn món bánh xèo anh nhỉ thế à ra thế cứ tưởng mỗi mình tôi thích chứ có phải anh thích cái cảm giác giòn giòn khi ăn vào đúng không ạ giòn giòn này rồi bên trong có cả rau nữa thêm nước mắm chưa ngọt anh đã thử làm món bánh xèo bao giờ chưa Vợ tôi đã du lịch Việt Nam nhiều lần rồi. Cô ấy nhớ món này và đã làm thử ở nhà. Có ngon không ạ? Cực kỳ ngon. Vậy thì giỏi quá. Tôi không biết làm món bánh xèo vì tôi thấy cách làm khá là khó. Vâng, thế nên tôi rất muốn đến Việt Nam để ăn bánh xèo. Không biết anh Kaneko đã từng đến Việt Nam bao giờ chưa? Tôi chưa đi bao giờ tôi rất muốn đi một lần. anh Kaneko nghĩ sao về việc sau khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn, anh sẽ đến Việt Nam và gặp gỡ các bạn fan hâm mộ ạ? tôi sẽ đến Việt Nam, đi du lịch cá nhân thì cũng được, nhưng mà nếu kết hợp được với cả công việc nữa thì cơ hội sẽ nhiều hơn. nếu có dự án gì thì các bạn hãy gọi Kaneko nhé. hãy cho Kaneko cơ hội để đỡ ăn bánh xèo nhé. các bạn đừng quên. Nhất định, anh hãy đến Việt Nam nhé. Ngoài bánh xèo ra thì tôi cũng sẽ giới thiệu cho anh các món ăn ngon khác. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh Kaneko đã dành thời gian đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay và chia sẻ rất nhiều kỷ niệm thú vị về bộ phim Siêu Nhân Gao. Chúng tôi có chuẩn bị một bất ngờ dành cho anh. Đây là món quà tấm lòng của chúng tôi. Quà gì thế? Tôi mở ra được không? Vâng, anh có thể mở ra. Chắc không có gì bật ra đâu nhỉ? Không sao đâu nhỉ? Wow. Anh thấy sao ạ? <laughs> Đây là bức tranh hoa sen, biểu tượng quốc hoa của Việt Nam. Còn có cả tên tôi nữa này. Chúng tôi rất vui nếu anh thích món quà này. Tôi rất thích, đẹp quá. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn các bạn anh có lời gì muốn nhắn nhủ đến các bạn khán giả việt nam không xin gửi tới người hâm mộ việt nam cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến siêu nhân ga và gao đỏ tôi rất muốn đến thăm việt nam nếu có cơ hội gặp gỡ tại việt nam hy vọng chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện thật vui vẻ cảm ơn các bạn rất nhiều một lần nữa xin được cảm ơn anh kaneko đã đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay chúc anh mọi điều thành công và may mắn